Cái này chị rất giỏi đấy chứ đâu có phải chuyện đùa. Nhìn đây này, nhìn cái màng bọc của con mụn nó không lên nào. Đấy, thấy chưa? Phải ra hết. Giỏi lắm, thằng này nó chịu đau thế này thì nhanh khỏi lắm. Mà này đèo thành ra nữa bung. Bung như em Thành luôn. Thành. Nhiều thế này cơ mà. Không biết gì hết. Con hỏi không? Cái này quan gia trang của mình thì chị hỏi cái số này nè. Đáng lên con. Ủa bây giờ chị đứng tiệm em làm cái gì? Em đâu có làm chủ nhật đâu mà chị đứng tiệm mẹ nè em. Tiệm em. Dạ, vậy bây giờ em nói chị nghe. À, nhiều khi là chưa có về tới đây đâu. Chị cứ liên lạc với cái người nhà, với cái người mà được tiếp nhận cái chị Yến gì đó em không biết. Là 090 508 508 5413. À, cho mình. Cho mình. 413. Dạ, đúng rồi. À, không cứ gặp là nói cái trường hợp cái người ta ta gửi như thế nào đó. Chứ tại vì mình cũng không biết cái này là cái trường hợp này ở bên đó. Ở ngoài Nha Trang người ta có nhận để mà chuyển qua bên đây hay không thì mình nghĩ là mình chuyển lâu rồi. Chị cứ hỏi đi ha. Dạ dạ chị cứ hỏi đi ha. Dạ dạ. Rất nhiều. Biết nặn con nào trước, con nào sau. Đóng lên con trai. Đóng lên. Biết nặn con nào trước, con nào sau. Đóng lên nha.
Giỏi nữa. Chị đau giỏi này thì cô Âu chữa nhanh khỏi nữa này. Bốn con ấn một đập chết bốn. Amen. Chàng trai giỏi lắm. Chịu đau rất giỏi, nhiều hôm nay cơ mà. Hôm nay về con sẽ thấy đỡ lắm, con về rửa mặt con sẽ thấy đỡ lắm luôn. Cảm ơn con, đấy. Chỉ vì không sang chăm sóc ngay sau khi ăn kim nó mới bị thế. Chứ không da đẹp lắm rồi đấy. Nhìn này, cái chân chưa dứt này. Lúc bốn con. 1 2 3 4 đấy, bé ăn thấy không, bốn con. 1 2 bé ăn gắng lên chỗ này. 3 4 cũng bốn con toàn một mũ. Bé ăn gắng lên. Bé ăn quá giỏi. Phát chân cuối cùng này. Gắng lên bé ăn. Rồi xong rồi. Mụn nhỏ nhiều hơn mụn của thằng Thành. Đứa nào đá hộ cái dây cái. Hai khách nói chuyện to đấy con. Nó đang nói chuyện điện thoại à? Chị ơi đóng cửa đi chị. Trang đi sang bên đấy 5 kim ca đấy chứ. Kỹ hai bên má chỗ sẹo nhá. Làm ăn đầy đủ dụng cụ sang trước khi nào.
nó lặn mụn cho vãi đái. Đang chịu đau rồi nha, cô không lo rồi. Cô về cái có các chị làm cho à. Bé An không mụn nặng như bé Thành, không có nhiều dầu như bé Thành. Cũng không mụn sâu quá. Nhẹ cái nào đi lên. Ít phải chọc, im. Lắng lên con. Nhẹ đâm cô cũng không phải chọc kim nhiều, không đau nhiều bằng Thành. Thành nó đau quá nó còn khóc nhỉ. Đau lắm. Chọc toàn chọc xoáy luôn. Phải chọc sâu thì mới lấy rút được cái chân. Lên con, ba con liền một lúc. Kéo lên chàng trai của cô. Nặng xong cái đưa nó lên trên gác, gội qua cho em cái đầu nhá. Không thì mặt vừa lặn mụn này về mà em gội đầu là lướt nó vào đó, mặt đấy. Kéo lên con. Em bàn buổi lẻ mua thuốc về nhà, không cần phải lộ trình. Này lên con, chàng trai của tôi mụn đầu đen nhiều quá trời.
con mụn này sắp sửa ăn hỏng cái tai. Ăn sâu tí nữa thì thôi. Bán lên ba cái răng vào. Ăn sâu tí nữa thì mất cái tai lọc. Đây. Ăn ở nhà có cho tay lên cậy không con? Lâu lâu con cậy đến nỗi là rỗ hết cái chán này cơ. Bắn lên con. Cắn lên con 2-3 cái ở chỗ lông mày hơi đau. Nhưng mà to lắm con ạ. Giỏi. Chị đau quá, giỏi luôn. Chị đau cái này thì vài buổi nó hết mụn.